Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Di thể vua sòng bạc Hà Hồng Sơn được đưa đến nghĩa trang vua sòng bạc Hà Hồng Sơn, không được chôn cất ngay trong năm 2020. Di thể của ông đã được đưa đến nghĩa trang Đông Hòa ngày 17 tháng 7. Báo chí đưa tin di thể của ông Hà Hồng Sơn được chuyển đến nghĩa trang Đông Hòa lưu giữ. Đúng 10 giờ sáng, các con trai của ông trùm sòng bạc Macau gồm Hà Du Quân, Hà Du Long, Hà Du Hành phụ trách giám sát việc vận chuyển thi hài cha. Thái độ của Hà Du Hành bị công chúng chê trách do mải mê bấm điện thoại. Hôm ngày 7 tháng 7, anh bị chỉ trích dữ dội vì hẹn hò tình tứ với bạn gái trong thời gian tang sự. Các thành viên còn lại trong gia đình họ Hà đều tránh né truyền thông và hầu như không xuất hiện. Họ chỉ tới nhà tang lễ để thể hiện sự tương thiết với vua sòng bạc Macau. Lễ tang của Hà Hồng Sơn kết thúc vào ngày 10 tháng 7. Trước đó, gia đình họ Hà cho biết năm nay không hợp để hạ táng sau khi xem phong thủy. Khi hoàn thành các nghi thức lễ tang, di thể của tỷ phú Hà Hồng Sơn được đặt tạm tại nhà tang lễ nằm ở nghĩa trang Đông Hòa. Sang năm 2021, gia đình chọn ngày tốt mới chính thức hạ huyệt tại nghĩa trang Triều Viễn, nơi nhiều người trong gia tộc họ Hà được chôn cất trước đó. Theo truyền thông Hồng Kông, chi phí cho toàn bộ tang lễ lên tới 6 triệu USD. Riêng 3 ngày tổ chức lễ viếng cuối cùng là 2,5 triệu USD. Địa điểm diễn ra lễ viếng được thuê gồm 4 sảnh chính, phòng chờ, phòng truyền thông và phòng bảo an, tiêu tốn khoảng 260.000 USD trong 4 ngày. Quan tài của ông trùm sòng bạc Macau theo phong cách Trung Hoa truyền thống được làm bằng gỗ cây trinh nam quý hiếm có giá hơn 1 triệu USD. Ngoài quan tài, 10.000 đô đóa hoa tươi được nhập khẩu từ nước ngoài dùng để trang trí và tốn hơn 250.000 USD. Bia mộ bằng đá hoa cường và chi phí chôn cất sẽ là gần 81.000 USD. Với đề nghị chọn vị trí chôn cất tỷ phú sòng bạc trong cánh rừng nguyên sinh có phong thủy tốt, gia đình Hà Hồng Sơn sẽ trả thêm 2.500 USD nữa. Nhiều tỷ phú Hồng Kông như vợ chồng Hoắc Khải Cương, Quách Tinh Tinh, vợ chồng Lý Gia Thành, Từ Tử Kỳ, các quan chức cao cấp như cựu đặc khu trưởng Hồng Kông Đổng Kiến Hoa, cựu đặc khu trưởng Macau Hà Hậu Hoa, chủ tịch hội đồng của Đại học Hồng Kông Lý Quốc Trường và những ngôi sao giải trí như Thành Long, Uông Minh Thuyền, Tạ Hiền, Địch Ba Lạp đều tới viếng trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sơn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.